Chào mừng anh em đã quay lại với Minh Phụng Music. Godman K150 lại tiếp tục nổ đơn to rồi anh em. Đơn hàng siêu lớn đến với đại lý tại Hà Nội. Và đó cũng là ví dụ rõ nét cho sự tin tưởng của người tiêu dùng đối với những sản phẩm đến từ nhà Godman. Hôm nay sẽ là video chuẩn bị những chiếc keyboard số lượng còn hoành tráng hơn cả video trước. Nào bắt đầu video thôi. Đây chính là những thùng đàn được xếp thành hàng dài, số lượng lớn được quấn sẵn ni lông. Trong chuyến hỏa xa lần này, mọi người có thể thấy là bên cạnh sự chuẩn bị chu đáo, đóng gói cẩn thận giúp đàn tránh trầy xước và ẩm ướt do trời mưa, thì đàn trước mỗi chuyến đi đều được kiểm tra ghi phiếu đầy đủ. Tiếp đến, từng kiện hàng sẽ được quấn băng keo và lớp để dán cố định tờ ghi chú, giúp cho nhà xe tránh sai sót trong quá trình vận chuyển. Trước khi kết thúc, các thùng hàng sẽ được nhân viên kiểm tra lại lần nữa để sản phẩm đi giao được hoàn hảo nhất. Trước khi đến với người tiêu dùng, cái đàn này chỉ 4 kg thôi nên anh em có thể khiêng lên vô cùng dễ dàng. Mời các bạn cùng ngắm nhìn lại toàn bộ thùng hàng K150 sau khi đóng gói. Trên thùng đàn nổi bật với logo Godman cùng ghi chú tổng hợp những thông số quan trọng về đàn. Mọi người chắc nóng lòng muốn xem Godman K150 lắm đúng không? Và đây là toàn bộ cái đàn. Về tổng thể, keyboard này sẽ có kích thước lần lượt là dài, rộng, cao 90, 31 và 10 cm, với màu sơn đen tạo điểm nhấn cho hệ thống nút bấm hiện đại. K150 trang bị bàn phím cảm ứng lực đánh cùng màn hình LCD to ở giữa sẽ giúp người chơi nhạc dễ chỉnh giai điệu ở trên đàn, cùng nhiều chức năng phục vụ việc học nhạc của bạn như là metronome đếm nhịp, double voice trọng tiếng, transpo tăng giảm tông, thư viện âm nhạc đa dạng, 300 tiếng, 300 điệu, 40 bản nhạc demo, kết nối USB giúp người chơi luyện tập dễ dàng với hai màu sắc đen và trắng, đa dạng sự lựa chọn cho các bạn. Bên cạnh đó thì quà tặng hấp dẫn tại Minh Phụng Music dành cho bạn khi mua K150 sẽ là chân đàn và bao đàn. Còn về chế độ bảo hành thì sao? Bạn sẽ được bảo hành 12 tháng, 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí, trả góp với lãi suất 0%. Xe tải cho chuyến hàng hôm nay đã đến. Nào anh em cùng phụ team chúng mình mang từng kiện đàn đã được chuẩn bị lên xe nhé. Từng kiện được đóng gói thành khối hình chữ nhật vô cùng chắc chắn. Các thùng hàng đang được anh tài xế và nhân viên khiêng vào phía trong xe. Nào hãy cùng nhìn vào bên trong thùng tải với mình, hoành tráng đúng không mọi người? Và hàng lại được tiếp tục đem ra liên tục để vào xe. Đây là những thùng hàng cuối cùng trong chuyến đi lần này, đang được nhân viên và anh tài xế truyền tay nhau để mau chóng hoàn tất, để có thể đem tới nhà xe vận chuyển đến đại lý tại Hà Nội với mong muốn phục vụ khách hàng nhanh chóng và hoàn hảo nhất. Cảm ơn mọi người đã xem video lần này, hãy nhớ like, share, subscribe để ủng hộ và đón chờ những clip sắp tới nhé. Hoặc nếu quan tâm cũng như muốn trải nghiệm trực tiếp mẫu đàn này, các bạn có thể ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.